Anh em nhìn qua và với ánh điện cũng có thể thấy rồi, với khung của California 800cc thì anh em sẽ thấy là với bộ tem đập vào mắt đầu tiên chúng ta, đó là bộ tem phản quang, nhìn xe rất là bóng bẩy và đẹp, với một bộ khung nhôm không mối hàn ở các điểm đó. Chúng ta cũng có thể thấy là kiểu dáng thiết kế hiện đại của mẫu 800cc, đó chính là phần bắt khung phía sau thấp hơn hẳn và không đấu thẳng vào phần bắt khung phía trước, tạo cho chiếc xe có một cái kiểu dáng hiện đại cũng như là tương lai hơn rất là nhiều so với những mẫu xe ở cùng cái phân khúc 6 triệu như vậy. Thì 800cc cũng được viết ở đây, đây là mã của mã khung 800cc, cũng là mã tem phản quang. Hiện tại thì xu thế tem phản quang đang là một xu thế rất là được nhiều người tiêu dùng quan tâm, thì 800cc cũng đã được áp dụng mẫu tem phản quang rồi với mã khung nhôm là 6061 và không mối hàn, đó là điểm cộng của 800cc với giá 6 triệu anh em đang quan tâm. Phía khung phía dưới của 800cc thì to bản và hình vuông, gần như là hình vuông, chúng ta sẽ thấy được chiếc xe khỏe khoắn hơn rất là nhiều so với những mẫu khung mà hình tròn, và phía trên cũng vậy. Tôi đánh giá đây là một trong những thiết kế đẹp ở trong tầm phân khúc 6 triệu mà hiện tại F3 trên thị trường đang có. Chúng ta sẽ đi lên dàn đầu của chiếc 800cc xem là sẽ có những thế mạnh gì so với những phân khúc tầm 6 triệu để chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn. Với 800cc thì cái điều duy nhất mà tôi chưa được ý lắm đó chính là đang sử dụng bộ tay số của L2 A5. Tuy nhiên thì nếu như anh em nào chơi xe trong thời gian gần đây thì cũng biết là rất nhiều các cái hãng trung bình và những hãng có tên tuổi đang sử dụng sang L2 bởi vì Shimano đang khá là khan hiếm. Thì hiện tại với 800cc cũng không hề ngoại lệ, đang sử dụng đó là bộ tay bấm 9 lít sau và 3 đĩa trước của L2 A5. L2 A5 thì cũng về thời gian khoảng 3 năm nay đã được bán trên thị trường Việt Nam thì cũng chạy khá là ổn định và anh em cũng yên tâm để sử dụng. Nhưng nếu như lên được Shimano thì nó còn tuyệt vời hơn nữa. Tuy nhiên thì ở phân khúc 6 triệu chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở một hãng xe. Với L2 là chúng tôi cũng có thể thấy là ok trong phân khúc này rồi. Và chúng ta cũng đang có một bộ phanh dầu, đã có một bộ phanh dầu của Simmer. Đúng rồi, Simmer. Chúng ta cũng có một bộ phanh dầu của Simmer. 6 triệu là anh em cũng đã có phanh dầu rồi. Tuy nhiên thì phanh dầu này thì sẽ ở mức dùng cơ bản thôi. Anh em chạy mới chơi hay là mới vào mà muốn chọn một chiếc bánh xe bánh 275 với phanh dầu thì con này cũng là một trong những lựa chọn mà chúng ta không thể bỏ qua được. Với 6 triệu đã có phanh dầu với bộ vi đông và cốt tăng nhôm của California sản xuất luôn. Về phần khung thì với chiếc 800cc thì anh em đã có là dây đi âm sườn rồi nhá. Dây đi âm sườn toàn bộ kể cả phanh dầu. Chứ phanh dầu có một số mã của những hãng khác thì phanh dầu là đi bên ngoài. Tuy nhiên thì với 800cc thì phanh dầu đã được đi bên trong khung rồi, cả dây phanh lẫn dây đề. Với cuộc trước của California 800cc thì anh em đang có đó là cuộc có khóa hành trình cộng với vai nhôm. Trên dưới đều là vai nhôm luôn và được sơn tĩnh điện ở cái mặt thép như thế này. Thì ở thời tiết Việt Nam với những mẫu xe được sơn như thế này thì sẽ tránh rỉ cho anh em rất là tốt. Và về thời gian bảo dưỡng thì nó bớt rỉ cho anh em sẽ có được cái thời gian sử dụng dài hơn. Với những phân khúc tầm giá rẻ thì sơn là một trong những ưu điểm để chúng ta có thể khắc phục được tình trạng rỉ ở trên càng trước, giống như chiếc California 800 này. Và với cái mẫu lốp đặc biệt ở trong phân khúc 6 triệu, tôi thực sự là thích cái lốp hai màu như thế này. Nó cũng là một trong những cái xu thế hiện tại đạp xe của anh em lựa chọn những địa hình, nó tạo cho chiếc xe có được một chiều cao, có một chiều sâu nhất định và nhìn chiếc xe nó sẽ cao ráo rất nhiều so với những lốp mà đen màu toàn bộ. Thì hiện tại với 800cc đang sử dụng đó là lốp Trao Giang, một trong những hãng lốp của Trung Quốc. Tuy nhiên thì nó cũng là một trong những hãng lốp mà được đánh giá cao qua quá trình thử sử dụng của người tiêu dùng. Hiện tại đang sử dụng là lốp 27.5 x 2.1, cũng là một trong những mã lốp khá là to. Để cho anh em nào thích những chiếc lốp mà nó to khỏe thì 800cc đáp ứng được nhu cầu đó. Và với bánh là 27.5 cũng như là vành là nhôm 2 lớp của hãng California luôn.
Anh em cũng có một bộ Meyer, đó là Meyer nhôm, được sản xuất tại California luôn nha anh em. Tuy nhiên thì bộ Meyer này vẫn sử dụng bi thôi. Và chúng ta đang có một bộ khóa mở nhanh luôn rồi. Khóa mở nhanh thì rất tiện dụng cho anh em nào mà đi xa hay là cần vá xe, chúng ta sẽ ít phải mang những đồ ví dụ như cà lê hơn. Thì khóa mở nhanh này đã được áp dụng trên chiếc California 800cc với một bộ phanh đĩa là phi 160 của Cần Nam và phanh dầu phía trước. Chúng ta sẽ đi về phần giữa của chiếc California 800cc. Hiện tại thì với chiếc giữa của chiếc California 800cc đang sử dụng đó là bộ gạt đĩa của Shimano Tuanlin. Như vậy là chúng ta đang có một món Shimano đầu tiên trên chiếc 800cc này, đó chính là gạt đĩa trước. Và được sử dụng đó là bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa nhôm luôn ạ. Với bộ trục giữa là bộ trục giữa bạc đặc. Với bộ đùi đĩa này thì tôi xem nó là khoảng bao nhiêu. Chắc đâu đó khoảng 40 gì đó, 40, 42 gì đó, đùi đĩa to. Về phía sau thì chúng ta đang có đó là một bộ Shimano nữa, đó chính là bộ củ đề sau, đó là Shimano Atus M370. Thì M370 thì đã được áp dụng rất là nhiều trên những cái chiếc xe đạp ở Việt Nam đang được bán hiện tại. Thì vì tính ổn định của nó cũng như là tính bền bỉ của nó so với thời gian, thì chiếc Cali 800 này cũng đang được sử dụng đó là Atus M370 với một bộ líp 9 tầng của Sunshine. Líp trắng, líp thả nha anh em. Và một bộ Meyer phía sau cũng là Meyer nhôm của Senfu với một bộ phanh dầu cũng, và một bộ đĩa phanh của 160 của Kenai. Và một bộ vành sau cũng là 727.5 và một bộ lốp trao ra. Tôi rất thích cái lốp kiểu viền như thế này. Với mức giá này mà chúng ta đang có từ 2 lốp viền này làm chiếc xe của ta đẹp hơn rất là nhiều. Với yên cũng là yên khóa mở nhanh rồi nha. Và chúng ta có tọc yên là tọc yên nhôm, yên của California rất là đẹp. Và một bộ bê đan nhôm. Về tầm phân khúc 6 triệu thì gần như chúng ta không có gì đòi hỏi quá nhiều ở một chiếc xe ở tượng nào. Với chiếc California 800cc này chúng ta đánh giá là một chiếc xe mà cạnh tranh thực sự trong cái phân khúc 6 triệu mà anh em nên cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn mua xe ở trong tầm 6 triệu thì không thể bỏ qua với 800cc. Và hiện tại thì 800cc tôi có rất nhiều màu, tôi sẽ để màu ở trên màn hình hoặc là anh em thể truy cập vào website để xem nhiều màu hơn nữa. Đó là xe đạp hd.net hoặc anh em có thể gọi điện thoại đến số hotline của anh Tài, đó chính là 0983896902 hoặc 0966 để đặt hàng online. Và ngoài giá tiền và tầm 6 triệu chúng ta đi khắp nhà tạm xe thì anh em còn rất nhiều các cái ưu đãi quà tặng phụ kiện. Anh em có thể truy cập website hoặc gọi điện hotline để có thể nắm rõ thông tin hơn để đặt hàng. Và hiện tại sản phẩm không có sẵn. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Xin chào.